Trời ơi cô chú coi nè, ba nó chiên trứng, nó nhắc cái ghế lên đứng kế bên ba nó ăn xong cái trứng nó nói ba mà ba làm trứng ngon không? Ngon không? Ngon hả con? Ngon sao? Ngon sao? Are you gonna wait for the bacon or you want to just eat right now? Con muốn ra bàn ra ghế ngồi không? Tại sao con đứng đây mày thấy nguy hiểm quá đó chứ? You gotta break off a piece. You know what, baby, it's very dangerous in here. Yeah. So can, here. Can you come out? Can you go out? Yeah. Okay. The bacon's gonna start popping, JD. I wanted her to wait until the bacon's done, but yeah, she's too hungry. She's pick too. Pick her. What do you mean? She's not going in that chair anymore. Okay. So why didn't you bring that chair to the storage? Ngon không con? Cắn đi con. Ui cha ơi, mẹ. Ngon không con? Mẹ lấy khăn giấy cho con nha. Daddy, can she have some napkin please? Yeah, one second, I'm flipping. Để xuống cho nó kỳ ăn đi. Tội nghiệp thương em. Biết chia sẻ, rất là biết chia sẻ. Một người con gái lớn rồi, biết chia sẻ. Ai mặc áo cho con á? Không, ai mặc áo cho con á? Nó kỳ sao mặc áo đó cho con được, ba mặc phải không? Đó, khăn giấy đó con, chùi miệng, chùi đồ, đúng rồi. Ngồi ăn đàng hoàng tử tế cho mẹ nha chưa. Mẹ, con có muốn một ly sữa almond milk không? Không. Chứ con muốn gì? Con muốn uống sữa, uống nước. Nước phải không? Rồi đây nước đây. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Giỏi. Trời ơi giỏi quá. Thôi. Sao ạ? Sao ạ? Thôi con hỏi Lucky ăn nữa không? Trời ơi thấy Lucky ăn hết rồi, nó hỏi Lucky ăn nữa không á cô chú. Đừng động. Bỏ xuống là bỏ xuống, không đụng vô. Đây nè, khăn giấy đây. Nó kìa ăn ngon hả con? Yeah. Ăn ngon. Daddy, I just left you some piece of eggs, Daddy. À, nó nói bye bye, con cho nó kìa ăn miếng trứng của con. Daddy, I gotta eat, Lucky eat my whole thing, Daddy. Lucky ate your whole thing? No, you just give him a little bit. Xạo quá à. Lucky đâu có ăn hết của con đâu. Lucky ăn có chút xíu chứ mày. Lucky ăn 4 miếng luôn à. Giờ tới con, đúng rồi. Rồi Lucky ăn miếng không? Here you go honey, here's some. Trời ơi nó giỏi dữ rồi trời ơi. Ui trời ơi ăn đổi đề luôn à. Ăn cơm không? Uống sữa nè con, uống miếng sữa nè con, sữa hạnh nhân đó con. Nhảy nữa. Ôi cái da gì mà tắm tươi như bông bử vậy, nó ngủ gì mà ngủ cho tới 11 giờ rưỡi mới dậy coi được không? Mẹ nói là không được chùi tay vô đồ. Mà có cái khăn giấy đó để làm cái gì mà chùi tay vô đồ? Không. Kỳ vậy đó. Ăn ngon nhảy sao? Ăn ngon nhảy sao? Không biết, không biết. Thôi không kệ nó kỳ đi đâu, nó kỳ đi chứ mắc mớ gì con. Uống miếng sữa vô đi con, Uống sữa vô đi con. Are you ready for some bacon? Đây, để ba. Để ba. Bước ra đây. No, it's still piping hot. Rồi, lên đây. Rồi, lên ghế ngồi. Giờ con ăn muốn gì á? Con ăn gì nó ngoại nghe coi. Con ăn gì á? Nó ngoại nghe con ăn gì á? Hello ngoại. Nó đồ chơi. Nó ngoại con. Dạ, ngoại á. Cho ăn gì nó ngoại. Wow, ăn giỏi ghê ta. Ôi trời.
Good stuff. Baby, can you help me pull the tape out just a little bit so I can sit next to Jake? Like the eggs, huh? Did Lucky like the eggs too? Dad, look at me. Toy. Oh, be careful. Yeah. You don't want to choke on your food. If we keep jumping up and down, you might choke. Yeah, ăn là ngồi im ăn chứ không có nhảy. Uống miếng sữa rồi con. Con này lạ lùng lắm. Sữa là chi buổi tối, tao chi sáng nó không uống sữa, nó lạ lắm. Can I try some of your eggs? Okay. Just one piece, okay? Okay, just one piece. Just one, don't eat so much. Bà nó hỏi, bà nó hỏi là ba có thể ăn trứng của con không? Nó nói được, nhưng mà chỉ ăn một miếng thôi nha, đừng có ăn nhiều quá. You can have anything you want on this plate. You can have one piece. Oh, I can have one piece. Ôi, lịch sự dễ sợ this không? Piece? Nói ba làm ơn cho con miếng, quá lịch sự luôn. Rồi, thôi, đủ rồi. Okay. Thank you. Dân chương lắm. Nó là nó văn chương lắm, lịch sự lắm. Can I have one piece, please? Ở Mỹ á, mà khi mà mình phải dùng mình lực thật là lịch sự là mình phải dùng cái từ please. Nó nói câu nào đằng sau lưng nó cũng có chữ please ra nếu mà nó xin mình á. Give her that piece. Giống như cái từ please giống như là cái từ dạ của Việt Nam mình vậy đó. Give this to mommy. Không, mẹ không ăn đâu, không ăn đâu. No, mommy said no. Không. Please là làm ơn, là dạ, y như là dạ mà lễ phép á, mà tôn trọng á của Mỹ á. I'm gonna put it right here. You want it? Here, you put, I'll take this one. Okay. Oh my goodness, wow. Oh my goodness, wow. Nó cũng tựa, cũng giống vậy thôi. Mình muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà nó là một cái cách lịch sự lễ phép. No, okay. Okay, vậy để đi nhìn bác. Mhm. That's for you. Không có cho Lucky ăn. Lucky không ăn bacon. Mm-hmm. You gotta eat. Chay, con uống miếng sữa hạnh nhân cho mẹ coi. Con này kỳ vậy. So like that. She only. Okay, vô với ba nè. 1, 2, 3 vô với ba nè. Đúng rồi. Yo. Rồi. Nay này tối qua cho uống sữa hạnh nhân chứ không cho uống sữa bò nữa. Ngon hả con ha? Right? Trời ơi, ngon. Almond milk's the best. Yeah. Wow. That's my piece. But I gotta go and go to Whole Foods or Plum to find a better almond milk. I don't like that brand just yet. Okay. That brand is just a normal brand. Wow. Uh-huh. You should eat some more eggs. I did. Ngon con. Ôi đất ơi. Here, have some egg with it. Oh yeah? Bacon. Nice. I see that bacon. Here, have some eggs with it. Baby, what time do we need to be there? 2:00. Oh, okay. So you went to the gym? Yep, I went to the gym. I went to the storage and we went and had breakfast. I left the car on most of the time, so it starts up now. Real easy. Because hopefully it'll last overnight. Did you install the car seat? Mm-hmm. Okay. Well, I have some more eggs. What was that? What was that? Yeah. You don't want any more eggs or bacon? Okay. Dạ ba. Baby, she's been eating a lot. It's okay. Oh, that's good. Thôi được rồi, con đừng ăn nữa. Nha. Do you want to show No. Bỏ xuống. Not xuống. That one. Yeah, that đúng one. Rồi, con ăn đó. And these eggs are good eggs. Lucky, where are you going? Daddy, eat that bacon. Your bacon. You like the bacon? You want to share with mommy? Yeah. Thôi, mẹ không ăn đâu. You want to share with your fans? Cho cô chú đi, mời cô chú nè. Mời cô chú bacon đi. Rồi, không cho, không mời cô chú bacon luôn hả? You don't want to share bacon with your fans? Rồi, eight. Rồi cho cô chú ăn trứng đúng rồi. Okay. Cô chú ơi ăn trứng nè. Oh, you break off a piece. Con nói đi cô chú ơi. You have ăn a lot trứng, of fans, ăn trứng right? Nè. Lớn lên. Ăn trứng nè. Cô chú ơi. You ông bà it. Ơi. Đúng rồi, giỏi. Giỏi quá.
Want some meat? No, thank you. I'm full. No, thank you. Hồi tối hôm qua con ngủ có ngon không? Sao mẹ ơi? Dạ mẹ ơi, đúng rồi, giỏi. Không, bậy á, bậy á. Không có làm kiểu đó. Don't không mess up gì. Your milk with your food. Those don't go together. Okay? Đồ ăn là phải để trên dĩa đồ ăn, còn thức uống là phải để trên thức uống chứ không được mà trộn chung vô nghe chay chay. Why don't you eat this egg? It's good egg. Làm sao? À nãy giờ con nhai phải không? Yes. Mm-hmm. Ngon không ba? Hỏi ngon không ba? Ba nó đứng chiên trứng mà đứng kế bên thử miếng trứng nó ngon quá ba ơi. Ghê hồn. Đời nào, có đời nào mà con làm đồ ăn mà đứng trong chỗ làm đồ ăn mà nó nhiều chuyện cơ đó. It's the first snow, so Lucky decides he wants to hang out with us. Ba nó nhỏ nhẹ với ba nó nói chuyện nó bằng lý lẽ. Ủa chứ còn con nói chuyện bằng cái. Con phải chỉ dẫn họ. So weird. Đập nó chứ ở đâu mà giỡn mặt à. Ba nó nói gì lẽ từ nhỏ lớn chưa thấy ba nó quýnh cái nào. Good job, Janie. Eat some egg. Daddy worked hard making those eggs. Mẹ là không có lý lẽ hả chay? Mẹ là con người không có lý lẽ hả chay? Mẹ giang hồ quá mà, cứ có đồ đập, đồ đánh, đồ nhéo không mà. Wow, cô chú coi chay ăn sầu riêng hả chay? Ăn sầu riêng hả chay? Trời ơi, đưa cái gì không ăn, đưa lê không ăn, đưa lê Hàn Quốc không ăn, đưa táo không ăn, đưa sầu riêng ăn liền coi được không? Ngon quá. Hả? À, sầu riêng đó con. Thiệt đó chứ tôi đưa táo nó không ăn, đưa lê nó không ăn, đưa nho nó không ăn, đưa sầu riêng nó ăn liền có được không? Cô chú con ăn kìa cô chú kìa. Con ăn gì chay? Ăn gì á? Sầu riêng à? Ui chà ơi, sầu riêng. Chưa thấy cái đứa nào thì chứ. Mỹ Lai mà cầm muối sầu riêng nó ăn coi được không? Mai mốt á, có cưới chồng mà là người Mỹ á, hoặc là người bất cứ người nước nào trên những cái đất nước khác nhau cũng phải tập cho chồng ăn sầu riêng nghe chưa con? Nha con. Dạ mẹ. Dạ mẹ đi. Rồi mai mốt con phải tập cho con cái của con ăn sầu riêng nữa nghe chưa? Đời cháu ngoại của mẹ mà không ăn được sầu riêng là mẹ đập con á. Nghe không? Nghe không? Đời cháu ngoại của mẹ mà không ăn được sầu riêng là mẹ đập con á. Chế đi, look. Ai đây, ăn cái sầu riêng này vô, vô với mẹ nè, vô. 1, 2, 3. Vô. Hả, cô cho con ăn hả? Con nuốt hết cái này thì mẹ cho ăn. Nuốt đi, ngay nuốt hết cái kia thì mẹ cho ăn này. Rồi đây nè, ăn này không? Rồi á, à con có này rồi hả, ok. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá hả con ha. Bơ mà không có sầu riêng nó cũng không ăn bơ luôn. Nó phải ăn sinh tố bơ sầu riêng nó mới chịu có được không. Rồi bây giờ yên tâm đi, mẹ mua. Không ăn nữa hả, mẹ mua 3 hộp lận. Đây, còn đây là khăn giấy nha, khăn giấy. Đây, chị hai, chị khăn hai giấy cho chị hai đó. Chị hai chùi đàng hoàng giùm em. Chùi miệng giùm chị hai luôn rồi, chùi từng chỗ luôn. Bước xuống đi vô nhà vệ sinh đi rửa tay lẹ lên. Đi bước xuống rửa tay. Đi đi vô đây mẹ dẫn đi nè, đi. Vô đây rửa tay đi rồi đang là. Mẹ bồng đi.